tài xế xe cứu thương chặt chém người nhà bệnh nhân COVID-19. Quá bức xúc trước việc tài xế xe cứu thương chặt chém người nhà bệnh nhân COVID-19 đã gọi vào đường dây nóng của công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để phản ánh vụ việc. Ngay lập tức, cơ quan công an đã vào cuộc truy tìm tài xế và xe cứu thương đã xử lý. Ngày 11 tháng 8 năm 2021, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang lấy lời khai của tài xế Nguyễn Duy Tâm, 31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước, để điều tra về hành vi chặt chém tiền của người nhà bệnh nhân mắc COVID-19. Bước đầu, tài xế xe cứu thương khai được công ty vận chuyển cấp cứu 115 phía đông có trụ sở tại thành phố Thủ Đức, không rõ địa chỉ cụ thể điều phối đi nhận bệnh nhân COVID-19. Cụ thể, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Duy Tâm thừa nhận là tài xế điều khiển xe cứu thương mang biển kiểm soát 51B-321-49 trở bệnh nhân từ phường 10, quận Tân Bình đến bệnh viện trợ giấy bị tố, chặt chém, người nhà bệnh nhân mắc COVID-19 vào ngày 10 tháng 8. Bước đầu, Nguyễn Duy Tâm khai được công ty vận chuyển cấp cứu 115 phía đông có trụ sở tại thành phố Thủ Đức, không rõ địa chỉ cụ thể, điều phối đi nhận bệnh nhân COVID-19. Quá trình di chuyển, trên xe không có nhân viên y tế đi cùng mà một mình Tâm xử lý toàn bộ vụ việc. Mặc dù giá cả đã được thân nhân bệnh nhân thương lượng với công ty nhưng Tâm vẫn chặt chém đến 3,5 triệu đồng. Do quá bức xúc người nhà bệnh nhân đã gọi vào đường dây nóng công an quận Tân Bình phản ánh vụ việc. Cơ quan công an đã vào cuộc truy tìm tài xế và xe cứu thương đã xử lý, liên quan đến vụ việc trên, trước đó khoảng 18 giờ 25 phút, ngày 10 tháng 8 năm 2021, Công an phường 15, quận 8 tuần tra trên đường Lưu Hữu Phước thì phát hiện xe ô tô có đặc điểm giống với phương tiện đang bị truy tìm nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Thời điểm này, Tâm tiếp tục trở bệnh nhân mắc Covid-19 từ phường 15, quận 8, đi bệnh viện gia đình. Nguyễn Duy Tâm không xuất trình được căn cước công dân, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe nên tổ tuần tra tiến hành tạm giữ người và phương tiện để điều tra. Qua kiểm tra, công an xác định ô tô này là dòng xe 16 chỗ đã được cải trang thành xe cứu thương, gắn biển số giả để trở khách. Riêng bệnh nhân Covid-19 đã được lực lượng chức năng quận 8 hỗ trợ, đưa đi cấp cứu. Hiện công an phường 15, quận 8 đã bàn giao người và tan vật cho công an quận Tân Bình thụ lý theo thẩm quyền.